Cột luật ba chủ tập 273 Nhưng khi tới địa điểm ước định Hắn không thấy sở hưu đang kiệt sức Chỉ thấy Vũ Văn Phụng và Tư Công Đàm Đang nằm đó cực kỳ thê thảm Chuyện này khiến hắn lập tức giật nảy mình Hình như mọi chuyện không giống như ước định của bọn họ rồi Vũ Văn Phục phải mưu dẫn con quỷ tướng kia tới. Nó là một loại yêu quỷ cực kỳ đặc thù. Không có hư hóa, mà là thực thể hóa. Tuy thiếu mất năng lực xâm nhập lòng người và bố trí ảo ảnh, nhưng lại nhận được lực lượng cực kỳ mạnh. Quan trọng nhất là một trong những năng lực của nó là hấp thụ võ giả ở ngoại giới, khiến bản thân càng cường đại hơn nữa. Võ giả trùng châu chết đi sau một thời gian mới biến thành yêu quỷ, còn quỷ tướng hấp thu lại là hòa thành một thể với nó, trở nên mạnh mẽ hơn. Trước đó Vũ Văn Phục và Tư Không Đàm tình cơ gặp thứ này, bị đuổi giết trầm rằm. Hai người phải sử dụng lá bài tẩy liều mạng mới trốn thoát được ngoài cơn giả cảnh rơi võ tiên ra nhưng người khác gặp quỷ tướng này hầu như chẳng có cách nào cho nên vũ văn phục mới nói chắc chắn là chỉ cần dẫn quỷ tướng tới sở hữu sẽ phải chết <laughs> sở hưu, người chết chắc rồi vũ văn phục cười ha hả vừa cười vừa phun máu ra tuy sở hưu không biết chi tiết về quỷ tướng này nhưng nhìn bộ dạng của vũ văn phục là biết rốt cuộc hắn đang có suy nghĩ gì ánh mắt của sở hưu lóe lên vẻ lạnh lùng rồi nói muốn giết ta chắc vậy người xuống trước đó chờ ta đã phong băng vô hình bao phủ toàn thân của vũ văn phục với tình trạng của vũ văn phục bây giờ hắn tuyệt đối không thể tránh khỏi hồng trận viêm biểu trảm của sở hưu nhưng ngay lúc này hướng tưởng còn chưa tới trước mặt bọn họ đã đột nhiên kết ấn giữa không trùng loé lên ánh trăng không cần để hấp thụ thân thể của vũ văn phục ánh trăng lại loé lên tiêm đoàn vũ văn phục đã xuất hiện bên cạnh của hướng tưởng Từ không đảm thấy vậy thậm chí chỉ muốn chửi thề. Mình cũng đang nằm ở đây, kết quả cuối cùng đối phương lại chỉ cứu có mình Vũ Văn Phục thôi. Cũng phải Vũ Văn Phục tương đối thu hút thù hận. Giờ hầu chỉ nắm và Vũ Văn Phục là chính. Bằng không, hắn cũng thảm rồi. Cho nên tư không đàm anh chửi mẹ rồi chạy về phía bọn họ. Lực lượng quỷ tắc. Sở hữu nhào mắt, thủ đoạn vào đối phương sử dụng tuy không phải thần thông nhưng đã đạt tới hiệu quả thảo túng quy tắc còn là quy tắc trên phương diện không gian. Lúc này Vũ Văn Phục vừa học máu vừa nói, mau sử dụng kiên nguyệt dẫn thần chi thuật, lưu lại ấn ký trên người của tên sở hưu kia. Ứng tưởng không ra tay mà hỏi ngược lại, Vũ Văn Huỳnh, các người bị tên sở hưu này gây thương tích sao? Vũ Văn Phục sắc mặt âm trầm gật đầu nói, đúng là ta đã coi thường tên sở hưu này rồi, thực lực của hắn còn cường đại hơn dữ liệu của ta. Lần này là ta tính sai, Không phải các người tới sớm đấy, Thôi, tạm thời đừng nói mấy chuyện linh tinh này nữa. Quỷ tướng kia đã sắp đuổi kịp rồi, còn không mau mau ra tay đi. Ước tưởng cười khổ nói, Vũ Văn Huỳnh, lần này người hại chúng ta rõ là thảm rồi. Đúng đã kiên Nguyệt dẫn thần chi thuật rất là kỳ diệu, nhưng vấn đề là tên sở hưu kia có chịu để ta lưu lại lạc ấn để dẫn dàng như vậy không? Trước đó người nói, người phải tên mập mạp tư không đam tiên thủ với nhau, cho dù không địch được sở hữu cũng có thể tiêu hào phần lớn lực lượng của đối phương. Sau đó ta thi triển thiên nguyệt diễn thần trì thuật. Nhưng kết quả hiện tại, tên sở hưu kia chẳng hao tổn bao nhiêu lực lượng. Ngược lại hai người các người đều bị thương rất nặng. Người cũng biết thực lực của ta rồi đấy. Tùy chỉ phải cổ quyệt chúng ta có rất nhiều bí thuật, nhưng không sở trường về uy lực đâu. Giao chiến chính diện, ta thậm chí còn không bằng Vũ Văn Huynh. Làm sao đánh đổi tên sở hưu trước mặt kia chứ? Vũ Văn Phục biết sắc, hắn quyền mất chuyện này rồi vậy làm sao bây giờ trần cửu long buồn bực mở miệng trốn đi thôi với thực lực của ngươi có thể tránh được quỷ tướng trùy sát vũ văn phục buồn bực nói u mưu nhiều như vậy thậm chí chính hắn cũng bị thương nặng thời điểm này không trốn thì còn làm gì nữa đây đúng rồi mang theo tư không đàm đi nên thời điểm này rốt cuộc vũ văn phục cũng nhớ tới tư không đàm chuyện này khiến tư không đàm rưng rưng nước mắt tiếng chửi của vũ văn phục trong lòng cũng nhỏ hơn một chút Thấy Trần Cửu Long dẫn đám người vụ văn phục bỏ trốn, sở hữu cũng bộc phát tốc độ mạnh nhất, xoay người bỏ chạy. Vụ văn phục định giá hỏa, khiến chồng một con quái vật như vậy nhắm vào y. Sở hữu còn trường ngu ngốc tới mức định chọi cứng với vật quỷ tướng khủng khiếp, có thể sánh ngang với cường giả cảnh rơi võ tiền như thế. Dù sao thì y đánh cướp ở đây cũng nhiều rồi, cũng đến tới vùng trong của Trung Châu thử thời vận. Nhưng ngay lúc này quỷ tướng vốn luôn đuổi theo đám người hướng tưởng, để đột nhiên đổi hướng, hai con mắt đỏ rực như máu lạnh lùng nhìn về phía sở hưu một khắc sau sở hưu cảm thấy lạnh buốt từ đáy lòng tới đỉnh đầu như bị một thứ gì đó rất khủng khiếp nhìn chăm chăm vào mình quỷ tướng phát ra một tiếng gào thét chấn động cửu u ánh đỏ trong mắt bùng lên như quỷ hỏa đỏ tươi bùng cháy yên quyệt đao trong tay nó đột nhiên chém về phía sở hưu chỉ trong chớp mắt Nhưng đời nó đi qua đều hóa thành u minh luyện ngục còn mẹ nó sở hưu biến sắc khi huyết bộc phát quanh người, dùng tốc độ nhanh nhất né tránh một đào kia. Y không ngờ quỷ tướng kia lại đột nhiên đánh về phía của mình. Trước đó Y cũng đoán thoáng đoán được Vũ Văn Phục định giờ cho bằng con quỷ tướng này. Nhưng sau đó, chẳng có gì đó bất ngờ. Bọn chúng cứu Vũ Văn Phục đi, sau đó định chạy trốn. Kết quả hiện tại, con quỷ tướng này lại đột nhiên ra tay với Y. Đang người Vũ Văn Phục cũng ngây ngốc, không biết rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra bên phía của sở hưu đã bộc phát tốc độ nhanh nhất trốn tránh nhưng quỷ tướng vẫn bám theo sau lưng hắn không chịu đi thậm chí tốc độ còn nhanh hơn lúc đuổi theo đang người hướng tượng ba phần bộ dạng như có thâm thù đại hận với tên sở hưu kia vậy trần cửu long nhìn về phía hướng tưởng hứa huỳnh um, bí mật của chi phái cổ nguyệt nhà ngươi đã cường đại tới mức này rồi sao khoảng cách xa như vậy mà vô thanh vô thức đặt ấn ký lên người tên sở hưu kia rồi hướng tưởng cũng ngây ngốc đáp lời không thể nào, ta thậm chí còn chưa ra tay. Huống chỉ nếu ta có thực lực này, vậy việc gì phải tới đây thử vận may, ta có thể trực tiếp trở về kế thừa chỉ phái của Nguyệt Tôn Giả rồi. Vũ Văn Phục sừng sốt, sau đó lập tức cười hà hà. Nhưng nụ cười này lại khiến cho hắn phun thêm vài ngụm máu nữa. Vũ Văn Phục vừa phun máu vừa cười lớn. <cười> ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Chắc chắn tên sở hữu ngu ngốc kia đã giết một con yêu quỷ cấp cao, thậm chí đã sinh ra một chút ý thức riêng sau đó còn luyện hóa hồn tinh của nó. Giữa yêu quỷ cấp cao, tự có cảm ứng, tiết quỷ tướng sinh ra chút biến dị, khác với đại đa số yêu quỷ, nhưng phương diện này vẫn tồn tại. Nó đã nhắm vào sở hưu, không chết không thôi. Lúc này sở hưu còn chưa trốn quá xa, y cũng nghe được lời nói của Vũ Văn Phục. Khoảnh khắc này sở hưu bỗng thấy muốn chửi thề, y muốn chửi sung thu thủy một câu, mẹ cha ngươi. Trước đó sung thu thủy, chỉ đối với y, đã có thể luyện hóa hồn tinh, tăng cường tinh thần lực và lực lượng quyền thần nhưng lại không nói với Y yêu quỷ còn chia ra cấp thấp với cấp cao hơn nữa còn không thể luyện hóa trước đó sung thu thủy chỉ nói với Y là có thể luyện hóa hồn tinh tăng cường tinh thần lực và lực lượng quyên thần nhưng lại không nói với Y yêu quỷ còn chia ra cấp thấp với cấp cao hơn nữa còn không thể luyện hóa trong khu vực trung châu thật ra chuyện này là sở hữu trách oan sung thu thủy rồi không phải sung thu thủy cố tình không nói cho Y mà là hắn quên mất đấy Trước đây Dung Thu Thủy tới Trung Châu, tuy cũng có cảnh giới thiên địa thông huyền, nhưng thực lực không quá mạnh. Nói đơn giản hơn, hắn chỉ ngang cỡ những võ giả bị sở hữu đánh cướp, cho nên kinh nghiệm mà hắn truyền thụ cũng chỉ là kinh nghiệm thông thường của võ giả, chưa hẳn đã thích hợp với sở hưu đâu. Dung Thu Thủy không ngờ sở hưu lại mạnh mẽ đến như vậy. Vừa vào Trung Châu đã giết chết một con yêu quỷ cấp cao, còn to gan tới mức luyện hóa ngay tại nơi đây hướng tưởng thở dài một tiếng nói với vũ văn phục vũ văn huỳnh dù sao ngươi cũng đã đạt được mục đích của mình chúng ta tạm thời rời khỏi nơi đây là được cái tên sở hữu này bị quỷ tướng kia để bắt tới chắc chắn kết cục sẽ không chết không thôi vũ văn phục lạnh lùng nói đi ư không thể đi được ta muốn nhìn xem tên sở hữu kia chết rồi mới đi được hướng tưởng lập tức giật này cả mình mà nói vũ văn huỳnh đừng cố chấp như vậy chứ dù sao tên sở hữu kia cũng sẽ chết Người cô lưu lại ở đây Vẫn nhất xảy ra biến cố gì thì sao Nó là yêu quỷ đấy Không phải là người đâu Ai mà biết cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì chứ Từ đứng xem cuối cùng thành chết đứng Chuyện này không phải là hiếm đâu Ước ừ, tưởng tính cách cẩn thận Lần này đáp ứng vũ văn phục Một là vì giữa hai người có giao tình Hai là vì trên người sở hưu có rất nhiều lệnh bài Trên thực tế Hiện tại hắn đã thấy hối hận Thực lực của tên sở hưu kia vượt qua tưởng tượng thực lực của quỷ tướng kia cũng vượt ngoài tưởng tượng. Vũ Văn Phục hừ lạnh nói, hừ, Cố chấp à, ta không phải là người cố chấp như vậy. Hai vị, chẳng lẽ các ngươi lại quên lệnh bài trên người tên sở hữu kia sao? Chắc không giữ được số hồn tinh trên người tên sở hữu kia. Loại yêu quỷ đặc thù như là quỷ tướng sẽ hấp thụ hồn tinh. Nhưng lệnh bài trên người của hắn là thứ được tam thanh điện chế tạo theo phương pháp đặc thù. Cho dù là thần binh cũng không chém đứt được, sẽ không bị hấp thụ đâu. Đến lúc đó chúng ta bỏ đi và nhật có ai đi ngang qua chỗ này nhận được lệnh bay vậy chúng ta bỏ bao công sức cuối cùng lại thành đàm lợi cho kẻ khác sao? Hướng tượng vỗ đồng một cái lúc này hắn mới nhớ còn có lệnh bài nhưng cho dù như vậy bọn họ cũng không dám tới gần sở hưu và quỷ tướng chỉ dám đứng ngoài xa quan sát thật cẩn thận lúc này con quỷ tướng kia vẫn đuổi theo sở hưu tốc độ đã tăng tới cực hạn trên người sở hưu có rất nhiều võ đạo nhưng chỉ khiếm khuyết duy nhất là bí pháp loại tốc độ. Đây không coi là khuyết điểm, vì thân thể sở hữu cường đại, chỉ dựa vào lực lượng thân thể đã đủ bộc phát ra tốc độ kinh người. Lại thêm trên người của y có rất nhiều bí pháp, người khác không muốn trốn khỏi tay của y cũng không dễ dàng gì. Nhưng vấn đề là, đó là khi y truy sát kẻ khác, còn bây giờ là y bị kẻ khác truy sát. Ngoài thi triển huyết mà biến tiền đại pháp, dùng huyết độn bỏ trốn, sở hữu không có biện pháp nào khác nữa, nhưng một khi sử dụng huyết mà biên tiền đại pháp, vậy tương đương với liều mạng, cho dù sở hữu trốn thoát được, cũng cần nửa tháng an dưỡng mới khôi phục được khí huyết. Trên đói, y có tìm được nơi nào an toàn để an dưỡng nửa tháng, không tranh đoạt trong đại la thần cung, chỉ có một tháng thôi, y lãng phí một nửa thời gian, tới lúc đó đồ ăn cũng lạnh rồi. Sở hữu đột nhiên quay đầu, ánh mắt lóe lên chiến ý. Yêu quỷ cấp cao thì yêu quỷ cấp cao, dù sao lúc trước y đã giết một con, giờ cũng chẳng ngại giết thêm con thứ hai. Lực lượng của quỷ tướng rất mạnh, tối thiểu trong cảm giác của sở hưu, thậm chí nó còn mạnh hơn một số võ tiên. Nhưng dù sao, thứ này cũng là yêu quỷ, là thứ quỷ vật âm tà, có thập tự liên hòa ấn, đối mặt với thứ mang thuộc tính âm tà như vậy, sở hưu vẫn có sức đánh một trận. Cho nên ngay khoảnh khắc quay người lại, sở hưu trực tiếp giơ tay kết thập tự liên hòa ấn, vật quang cường đại bùng lên, tiệm đo hòa sen thập tự nở rộ. Phật Quảng Thanh Khiết tịnh hóa lực lượng u minh trước mặt. Một bóng Phật xuất hiện sau lưng của sở hưu. Phật âm phản xứng đột nhiên hàng lâm, khiến cho sở hưu lúc này có vẻ vô cùng thanh khiết. Ngày sau đó, yêu quỷ kêu lên một tiếng thê lương, xương đen tràn ngập quanh người. Không ngờ thân thể của nó là bị đánh bay ra ngoài, xương đen tứ tán, chỉ để lại một bộ giáp đứng yên tại chỗ. Thấy cảnh này, đám người hướng tưởng lập tức ngây dại. Sao bảo nó là yêu quỷ cấp cao sao bảo đối đầu được với võ tiên cơ mà. Vừa rồi còn hung hăng truy sát bọn họ, sao tới tay sở hưu, thậm chí còn không đỡ nổi một chiêu, có gì đó sai sai chăng? Lúc này tư không đàm chỉ muốn chửi ầm lên, tên vũ văn phục này đúng là không làm được chuyện gì giỏi, gây họa thôi. Nhất định phải tới xem lại, kết quả lại chứng kiến chuyện này đây. Nhưng lúc này, sắc mặt sở hữu vẫn rất nghiêm nghị. Theo thực lực của sở hữu tăng trưởng, uy lực của thập tự liên hòa ấn cũng cường đại hơn trước. Những ấn vừa rồi của y chỉ đánh tan làn sương đen xung quanh quỷ tướng trong cảm giác của y khí thức của quỷ tướng vẫn nằm lại tại đó quả nhiên sau khi lực lượng sau khi lực lượng thập tự liên hóa ấn tiêu tán ô Minh quỷ khí xung quanh lãnh gương tụ thành thực thể hội tụ trong bộ giáp tiếp đó quỷ tướng kia bước lên một bước khiến toàn bộ khu vực trùng chuyển yên quyện đào chém xuống uy thế phù xong một tiếng càng lớn vang lên sở hữu giờ hưu đào chém ra nhưng lại bị lực lượng cường đại mà đơn thuần trực tiếp đánh bay. Đối phương là yêu quỷ có thể sánh với võ tiên, tối thiểu lực lượng phải cỡ như dị trọng thiên, vốn không phải là thứ sở hữu của hiện tại có thể đấu cứng được. Nhưng như vậy còn chưa hết, sở hữu có thể cảm giác được mỗi lần quỷ tướng xuất thủ, thiên địa quyền khí xung quanh y lại trở nên mong manh hơn một chút, thay vào đó màu u minh quỷ khí. Tuy quỷ tướng này không phải võ tiên, nhưng bọn chúng có thể ảnh hưởng tới quy tắc của thiên địa nhưng võ tiên đã chủ động, còn quỷ tướng lại là bị động. Quỷ tướng kia gào thét, giờ đào chém xuống, giờ hưu trốn tránh liên tục nhưng liên tiếp bị đánh bay. Y hít xong một hơi, thần vực lan tỏa bao phủ lấy quỷ tướng vào chính giữa. Tuy lực lượng trong thần vực có thể phá hủy ủ mình quỷ khí xung quanh quỷ tướng kia, nhưng tốc độ bổ sung đối phương còn nhanh hơn, không cách nào tạo thành tổn thất. Nhưng ngay lúc này, thuộc tính trong thần vực lại đột nhiên biến đổi, từ sương mù mông lung lực lượng hỗn độn hóa thành Phật quang lóng lánh tới cực hạn. Trong ánh Phật quang chiếu rọi, lực lượng quanh người quỷ tướng kia lập tức bốc hơi. Nhưng hiển nhiên, lực lượng Phật quang bình thường tuy cũng có thể khắc chế lực lượng của bản thân quỷ tướng, nhưng không cách nào làm được như thập tự liên hòa ấn khiến cho nó trọng thường mạnh. Cho nên quỷ tướng kia tuy bị Phật quang thiêu đốt rất áp lực, nhưng ánh mắt nhìn sở hưu lại loay lên màu đỏ sẫm như hai thanh kiếm sắc bén bắn vào đầu sở hưu khiến cho y rên khẽ lên một tiếng. Khoảnh khắc này, trong đầu của sở hưu bỗng sinh ra ảo giác, thân thể như đâm vào biển máu vô biên, bị quỷ đói cắn xé, âm phòng thực cốt, cảm giác này cực kỳ chân thật. May mà trước đó sở hưu đã luyện hóa hồn tinh cùng một yêu quỷ cấp cao, được lượng tinh thần lực và nguyên thần đều tăng cường, cho nên chỉ mất vài giây đã thoát khỏi ảo ảnh kia. Đương nhiên nếu sở hưu không luyện hóa viên hồn tinh kia, hiện giờ y đã chẳng bị con quỷ tướng này truy sát chỉ có thể nói tất cả đều là số mệnh. Vừa khôi phục tỉnh táo, quỷ tướng trước mặt đã giờ yển nguyện nào chém tới. Một đao mang theo lực lượng ủ mình, khiến cho những đời đó lướt qua, tất cả đều hóa thành u minh quỷ khí. Quỷ tướng này không có nhiều thủ đoạn biến hóa, đã số thời điểm chỉ chém từng đao từng đao đơn điệu, nhưng lực lượng của bội đao đều vượt ngoài năng lực của sở hữu, bị đánh cho không ngừng lùi lại phía sau. Sở hữu đột nhiên cắn răng, lại tiếp tục kết ấn, thập tự liền hòa ấn lại đánh ra phật quang rực rỡ lóe lên lại phát tan đàn sừng đèn trong bộ giáp của quỷ tướng nhưng lần này sở hữu không lùi lại phía sau mà nhân cơ hội chủ động tiến tới đào mang bùng lên trong tay y thất đại hạn hồng trần phim biểu trảm đạo y phá tự quyết đủ loại đao pháp cường đại liên tiếp chém xuống đánh lên bộ chiến giáp quỷ tướng kia sừng đèn xung quanh bộ giáp quỷ tướng kia bị phá tan sau đó còn có thể hội tụ cho nên sở hữu nghi ngờ bộ giáp này có vấn đề định thử nghiệm phá nát bộ giáp xem quỷ tướng này có thể ngưng tụ lại được không sau khi phá trận tử dùng hợp với thính xuân vũ có thể nói là cực phẩm trong số thần binh cực phẩm chỉ xét trên mức độ sắc bén thì thính xuân vũ trong thời kỳ đỉnh phong cũng không bằng phá trận tử còn chiến giáp của quỷ tướng đây là binh khí của võ giả chết trong trùng châu biến thành đương nhiên không bằng phá trận tử rồi cho nên dưới nhát chém cuồng bạo của sở hưu. Trước khi quỷ tướng kịp ngưng tụ, bộ trên giáp đã ầm ầm vỡ vụn, nhưng chuyện khiến sở hưu không thể chấp nhận được lại xuất hiện. Sau khi làn sườn đen kia trở lại trong người quỷ tướng, hai điểm sáng đỏ tươi bùng lên. Trong làn sườn đen nhô ra từng thứ như xúc tu, bám lên những mảnh vỡ, kéo nó lại người mình. Dưới tác dụng của làn sườn đen, không ngờ chiến giáp lại trực tiếp dung hợp với nhau, không nhìn ra chút tổn thương nào. Thấy cảnh này, trong lòng sở hưu lập tức trầm xuống đoán sai điểm yếu của quỷ tướng không phải là chiến giáp chiến giáp đã sương đen chỉ cần mảnh vỡ là có thể tiếp tục nối lại thấy quỷ tướng lại chém tới sở hưu không hề do dự tiếp tục thi triển thập tự liền hỏa ấn giáng xuống lần này sở hưu không tấn công chiến giáp mà nhân lúc giường đen biến mất tay đít đại nhật như lai trực tiếp đập về phía hai con mắt đỏ tươi vận quang cường đại lập tức bao phủ nơi đây trong đàn sương đen vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hiện nhiên đòn này đã khiến yêu quỷ thụ thường không hề nhẹ. Nhưng cho dù không có đôi mắt đỏ tươi kia, làn sương đen vẫn gưng tụ xuất hiện trong bộ chiến giáp. Chỉ có điều lần này sau khi gương tụ thần thể, ánh sáng đỏ trực trong mắt quỷ tướng đã ảm đạm đi một chút, không còn cường đại như lúc trước nữa. Sau khi thấy được cảnh này, trong lòng sở hưu đã rất nặng nề. Tấn công con mắt đỏ rực kia cũng hữu dụng, vậy chắc chắn đó là điểm yếu của con quỷ tướng này. Nhưng vấn đề là, mình đã dùng cả thần thông hủy diệt đối phương một lần, nhưng đối phương vẫn có thể phục sinh. Chẳng qua khí tức kém hơn lúc trước, mà còn không kém nhiều lắm, còn chính sở hưu lại không chịu nổi nữa. Thức thần thông thập tự liên hòa ấn, tiêu hào ít hơn những thần thông khác trên người y, đặc biệt là khi đối phó với những thứ âm tà quỷ vật này, nó rất là hiệu quả. Nhưng vấn đề là sở hưu còn dùng được mấy lần thập tự liên hòa ấn chứ? cho dù thập tự điền hòa ấn tiểu hào ít hơn thần thông như pháp thiên tượng địa, nhưng còn chưa ít tới mức sở hữu có thể sử dụng như công pháp phổ thông. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, bên bị mại chết trước chắc chắn là y. Với nhãn lực của đám người vũ văn phục, bọn họ cũng phát xác được hiện tại sở hữu đang trong tình cảnh rất khó xử. Thức thần thông của Phật bồn kia có uy lực kinh ngạc, có thể ảnh hưởng tới yêu quỷ cảnh giới võ tiên. Nhưng vấn đề là, yêu quỷ này không phải loại dễ đối phó có thể ảnh hưởng tới yêu quỷ, không có nghĩa là người có thể giết chết yêu quỷ này. Thấy sở hưu liên tiếp thất bại, ánh mắt của Vũ Văn Phục lóe lên vẻ đắc ý. Tuy kế hoạch của hắn xuất hiện đủ loại biến số, nhưng kết quả cuối cùng vẫn như dự liệu. Lúc này sở hưu đang rất là thê thảm, sử dụng thập tự liên hòa ấn ba lần, tiêu hào phải ngang với một lần sử dụng pháp thiên tượng địa hoàn chỉnh. Tuy sở hưu còn lá bài tẩy như thanh thiên chiếu ảnh, nhưng y không dám dùng tới vì sở hữu không đắm chắc khi sử dụng thành thiền chiếu ảnh có thể giết chết yêu quỷ này. Thứ này thật quá thú vị. Tuy phương thức tấn công và hình thái của con yêu quỷ này hoàn toàn khác đám yêu quỷ mà sở hữu từng gặp, nhưng bản chất của bọn chúng vẫn vậy. Mỗi con yêu quỷ đều có được nhược điểm cực kỳ trí mạng. Không tìm ra nhược điểm kia thì đối phương vô cùng cường đại. Nhưng nếu tìm được nhược điểm lại có thể tùy ý giết chết. Nhưng vấn đề là, Rốt cuộc nhược điểm của quỷ tướng này ở đâu? Diệt không chết, nện không nát, lực lượng đã tương đương với trí cường giả cảnh giới võ tiên, nhưng đã không có bất cứ nhược điểm nào. Thậm chí, nếu là cường giả cảnh giới võ tiên thay vào chỗ y, trốn thì dễ, chứ muốn giết chết quái vật này cũng cực kỳ khó khăn. Lúc này Sở hữu đệ đột nhiên nghĩ tới một điểm mà mình không để ý đến, thật ra nhược điểm của quỷ tướng này đã rất rõ ràng, phải nói là nhược điểm này luận bày ra trước mắt bày ra trước mặt mọi người. Nhưng đối phương có hình thể khổng lồ, lực lượng khủng khiếp, cho nên tất cả mọi người đều vô thức coi nhẹ chuyện này. Tuy sở hữu không dám nói chắc chắn trăm phần trăm, nhưng ý cũng chắc được tới chín mươi phần trăm. Ngay lúc quỷ tướng kia dỡ yển nguyệt đao chém xuống, sở hữu lại đột nhiên hai tay kết ấn, sau lưng y bùng lên ánh kim nguyên thần rực rỡ tới trói mắt, chiêu rọi tới tận chân trời. Cuối cùng không ngờ lại trực tiếp đâm vào màn sương đen kia xương đen vô tận bao phủ quyền thần của sở hưu. Đó là ký tức của tử vong, đó là u minh quỷ khí âm trầm tới cực hạn, không cần ăn mòn nguyên thần của sở hưu. Nhưng sở hưu lại như không hề phát giác, điều động nguyên thần tiếp tục đi sâu vào trong u minh quỷ khí. Còn sâu trong u minh quỷ khí, rõ ràng là một khung cảnh luyện ngục, khiến sở hưu cũng thấy trong lòng phát lạnh. Sâu trong u minh quỷ khí, vô số bóng người rậm rạp chỉ chít chen chúc cùng nhau, có một số thậm chí tứ chi phản vẹo không thành hình người những người này bị dồn vào một chỗ tất cả đều bị u mình quỷ khí lầy nhiễm biểu cảm cực kỳ dữ tợn ai nấy cũng phát ra từng tiếng kêu rên thảm thiết những người này hay nên nói là đám quỷ này đều là những võ giả đại đa thiên bị quỷ tướng thôn tính suốt bao nhiêu năm qua điểm đặc biệt của quỷ tướng chính là chỗ này đây những yêu quỷ khác giết người xong nguyên thần của người sẽ bị chết và không bị hấp thu mà lực lượng quy tắc vạn vẹo ở Trung Châu Đồng Hóa dần dần hóa thành yêu quỷ khủng bố. Hơn nữa những người bị quỷ tướng hấp thu, bọn họ tập trung ở đây hóa thành một bộ phận của quỷ tướng. Nhưng không phải sở hưu tìm bọn họ, mà ở chính giữa đám người này có một gã cao to toàn thân bao phủ trong khí đen. Hắn mặc chiến giáp của chiến võ thần tông, nguyên thần vẫn bảo lưu hoàn hảo. Nhưng lúc này, chứng kiến sở hưu, sắc mặt của hắn đại trở nên cực kỳ dữ tợn, dãy ruộng như điên, muốn tránh khỏi trói buộc của hắc khí kia. Trong miệng của hắn hô ra ba chữ, giết ta, giết ta, màu giết ta. Lực lượng nguyên thần yếu ớt đưa về phía sở hưu, không bằng chút uy hiếp nào. Nhưng sau đó mang theo một chút tin tức khiến sở hưu không khỏi lắc đầu. Cái to lớn trước mặt không phải yêu quỷ, nhưng lại là hạt nhân của yêu quỷ. Trong lực lượng quyền thần đó, sở hữu thấy được quá trình tạo ra con quỷ tướng này Cả cao to này chính là một điện chủ của chiến võ thần tông 3.000 năm về trước, sau khi đi vào Trung Châu bị yêu quỷ cấp cao giết chết. Thật ra đây chính là số mệnh, mỗi lần đại la thần cung mở cửa, số võ giả đi vào đó có thể sống được một nửa, đã là không tệ rồi. Một bộ phận là chết trong tay những võ giả khác, một số lại chết dưới tay của yêu quỷ. Trong tình huống bình thường, cả cao to này sẽ bị đồng hóa thành yêu quỷ, nhưng nỗi khổ trong tay của hắn còn có một món bí bảo thời thượng cổ có thể bảo tồn nguyên thần cho hắn. Lực lượng trong Trung Châu muốn đồng hóa nguyên thần của hắn, kết quả là bị dị bảo kia ngăn trở. Nhưng đây không phải chuyện tốt. Lực lượng của Trung Châu là do hai thế giới kết nối, gây ra quy tắc vạn vẹo, là lực lượng mà cả cường giả võ tiên cũng không thể đối phó hay nắm giữ. Cho nên lực lượng vạn vẹo này, tuy trong lúc nhất thời không thể biến gã cao to kia thành yêu quỷ, nhưng lại không ngừng hội tụ bên ngoài, bao phủ toàn thần của hắn lực lượng đó càng ngày càng mạnh, cuối cùng thậm chí sinh ra ý thức riêng, tạo thành quỷ tướng. Sau đó quỷ tướng giết người càng ngày càng nhiều, lực lượng hấp thù cũng càng ngày càng mạnh, khiến cho võ giả trên võ thần tông này hoàn toàn không còn hy vọng trốn thoát. Tùy hắn có dị bảo thủ hộ nguyên thần, có thể lưu lại chút trần linh cuối cùng bất diệt, nhưng lại bị vô số ác linh bao vây, bị u bình quỷ khí ăn mòn. Cho nên hiện tại, võ giả trên võ thần tông này có thể nói là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nếu biết sớm, hắn chẳng tha để yêu quỷ trực tiếp giết chết, nguyên thần tiêu tán, không cần bị tra tấn như bây giờ. Bao nhiêu năm qua, sở hưu là người đầu tiên đưa nguyên thần tới sâu trong người của hắn. Trong quá khứ, những người khác thấy quỷ tướng, thấy được lượng cường đại của ngươi khác hẳn với phương thức chiến đấu của yêu quỷ khác, vô thức coi đó là yêu quỷ đặc biệt. Nhưng còn họ không để ý tới một điều, trong khu vực Trung Châu, lực lượng quy tắc có thể phản vẹo tất cả nguyên thần thành yêu quỷ lực lượng của quỷ tướng tuy đặc biệt nhưng bản chất của nó vẫn là yêu quỷ thôi cho nên điểm đó cũng có điểm yếu là hạt nhân tìm ra phá hủy nó là có thể giết chết nó triệt để. quỷ tướng phổ thức phát giác uy hiếp của sở hưu chỉ trong chớp mắt u bình quỷ khí bùng lên la vào chỗ chân linh nguyên thần chỉ trích kia chỉ trong chớp mắt vô số ác quỷ sắc mặt dữ tợn đánh về phía sở hưu còn sở hưu chỉ kết ra một ấn pháp thập tự liền hòa ấn. Trong số những thần thông trên người của sở hưu, pháp thiên tượng địa là được truyền thừa từ bức tượng, không phải y tự lĩnh ngộ ra. Còn thanh thiên chiếu ảnh là của độc cô duy ngã, cũng không phải tự y lĩnh ngộ ra. Chỉ có thập tự liền hòa ấn là y tiếp dẫn lực lượng của tu bồ đề bảo thụ lĩnh ngộ ra được. Tuy tu bồ đề bảo thụ là bấu chốt, nhưng đó chỉ là vật dẫn. Người cụ thể hóa thức thần thông này vẫn là bản thân sở hưu cho nên ba môn thần thông thật ra thứ duy nhất sở hữu có thể nắm giữ hoàn toàn lại là, là thập tự liền hòa ấn của phật môn tuy hiện tại sở hữu đang bị trạng thái nguyên thần nhưng thức thần thông này đã khắc sâu vào chân linh của y cho dù đã dùng nguyên thần cũng có thể thi triển ra khoảnh khắc sau phật quang rực rỡ thánh khiết bùng lên tinh hóa mọi thứ xua tan hết thảy hoa sen thập tự nở rộ u bình quỷ khí tan tác đám trần linh kiệt liên tiếp tiêu tán còn khi hoa sen thập tự nở rộ tới thời khắc điểm điểm, trần đình của võ giả trên võ thần tông cuối cùng cũng bị tỉnh hóa, bắt đầu tiêu tan. Nhưng trong lúc trần đình nguyên thần tiêu tan, ánh mắt của hắn không có bất cứ đau đớn nào, chỉ có vẻ được giải thoát. Võ giả trên võ thần tông đột nhiên thì để với sở hưu, cảm ơn y đã giải thoát cho mình, đồng thời trừng khi hắn bị tiêu tán triệt để, một tin tức nguyên thần yếu ớt lại được đưa tới trước mặt sở hưu kiểm tra tin tức trong đó, sở hữu nhíu mày. Tuy sở hữu chỉ muốn tiêu diệt quỷ tướng, không phải để giải thoát hắn, nhưng cuối cùng võ giả trên võ thần tông này vẫn chưa cho sở hữu một phần lệ tạ. Hắn vốn là một điện chủ của chiến võ thần tông, bản thân vốn đã là nửa bước võ tiên. Sau khi vào Trung Châu, vốn là người có hy vọng đột phá võ tiên sớm nhất. Nhưng hắn còn chưa kịp đột phá võ tiên cảnh, đã phát hiện một di tích mà tiền nhân lưu lại khiến cho rất nhiều cường giả tụ tập mà tranh đoạt. Tùy cuối cùng, hắn thắng nhưng cũng bị trọng thương. Kết quả không đợi hắn tìm được chỗ nào tĩnh dưỡng, đã xuất xẻo gặp phải một yêu quỷ cấp cao, cuối cùng thì chết tại đó. Tin tức mà hắn lưu lại cho sở hưu chính là nơi hắn bỏ mạng. Có gì thể của hắn, cũng có những dị bảo mà hắn đoạt được. Chứ có điều nơi đó, có một con yêu quỷ cấp cao. Sở hưu phải giết chết đó mới lấy được những thứ này quan sát u minh quỷ khí không ngừng sụp đổ xung quanh. Quanh người sở hữu bùng lên ánh sáng nguyên thần quay về cơ thể của mình. Nhưng ngày khoảnh khắc nguyên thần quy vị, sắc mặt sở hữu đã trở nên tái nhợt, không khác gì người chết. Tuy thập tự liên hòa ấn là thần thông nhưng tiêu hào không lớn. Nếu như sở hữu dùng lực lượng thân thể thi triển, y có thể gánh vác được. Nhưng vừa rồi y sử dụng lực lượng nguyên thần đơn thuần nhất để thi triển thập tự liên hòa ấn. Với lực lượng nguyên thần của sở hữu hiện tại, vẫn không chịu đổi đâu. Còn lúc này, đám người vũ văn phục đã đờ ra tại chỗ. Bọn họ không biết trong cơ thể quỷ tướng đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ thấy một luồng sáng vàng ré lên, hình như là công kích nguyên thần. Sau đó quỷ tướng kia bắt đầu tiêu biến, không phải loại tiêu tán tạm thời như trước, mà là tan biến thật sự. U bình quỷ khí đơ đựng trên không trung, hoàn toàn biến mất. Còn bộ chiến giáp và binh khí của quỷ tướng kia cũng theo đó sụp đổ, hoàn thành chiến giáp và binh khí bình thường, chỉ tiêu lại một viên hồn tinh, một viên hồn tinh khổng lồ lớn cỡ đầu người thôi. Năm người phụ văn phục trợn tròn hai mắt, không thể tin nổi, còn tưởng mình thấy ảo giác nữa. Trước đó, bọn họ đã đối mặt với con quỷ tướng kia, bọn họ cũng biết thực lực cường đại của nó. Chính vì vậy, bọn họ mới tin tưởng chắc chắn sở hữu sẽ chết dưới tay con quỷ tướng kia. Nhưng ai mà ngờ được, quỷ tướng cường đại với thực lực sánh ngang với võ tiên nhất trọng thiên lại chết trong tay sở hưu, chết rất khó hiểu. Tư không trảm ở bên cạnh thận trọng nói, Vũ Văn Huỳnh, chúng ta mau đi thôi, bằng công đeo tên sở hưu kia lấy lại sức, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy. Vũ Văn Phục vừa học máu vừa siết chặt nắm tay, đột nhiên hạ giọng nói, đi ư, đi làm gì, tốn bao nhiêu công sức, người với tay là bị trọng thương, còn bất chấp nguy hiểm dẫn quỷ tướng tới, chúng ta mà đi, chẳng hóa thành trò cười sao. Tuy ta không biết rốt cuộc tên sở hưu kia dựa vào thủ đoạn gì để giết chết con quỷ tướng đó. Nhưng cứ nhìn bộ dạng hắn đã rõ, chắc chắn hắn không dễ chịu đâu. Đánh một trận này nửa với chúng ta rồi, lại hào hết lực lượng giết chết quỷ tướng. Tên sở hưu kia đã là nỏ mạnh hết đà. Từ không đàm, người vẫn còn chiến lực, Trần Huynh và Hứa Huynh cũng không hào tổn bấy. Bác cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền đỉnh phong, đi giết một sở hưu tiêu hào quá độ, chẳng lẽ còn không chết ư? Trong lòng tư không đam đã chửi bới vụ văn phục vô số lần hiện giờ hắn cảm thấy vụ văn phục đúng là miệng quạ đen mỗi lần hắn hứa hẹn chắc chắn vẫn nhất định sẽ xảy ra chuyện cũng như lúc trước hắn kéo mình tới ngăn cản sở hưu để khiến cho đối phương kiệt sức nhưng kết quả thì sao người còn không biết xấu hổ nói đánh một trận này lửa rõ ràng lúc đó bị người ta áp đảo hoàn toàn thậm chí đối phương còn không đổ mồ hôi kìa sau đó lại khẳng định quỷ tướng có thể giết chết sở hưu bọn họ đứng đây nhìn là được kết quả đúng là giết chết nhưng đại sở hữu giết chết quỷ tướng bây giờ vũ văn phục đệ lệnh đôi kéo hắn đánh tiếp Từ không đàm đã phát sợ lên vừa sợ sở, sở hữu cường đại vô cùng sâu không lường được vừa sợ cái miệng quạ đen của vũ văn phục lúc này trần cửu long và hướng tưởng cũng do dự bọn họ không có thù hận với sở hữu chẳng qua chỉ vì giao tình với vũ văn phục đồng thời bị đại thượng lệnh bài và hồn tinh trên người sở hữu thu hút nên mới động thủ thôi Sở hữu không chút kiêng để đứng đầy đánh cướp trong thời gian dài như vậy, nhưng lại không biết trong mắt những người khác, y cũng là đối tượng rất tốt để đánh cướp. Nhưng hướng tưởng và Trần Cửu Long cũng đã thấy Vũ Văn Phục bị thường thê thảm như thế, còn thấy quỷ tướng chết trong tay sở hữu. Trong lòng bọn họ cũng không chắc chắn. Cho dù hai người bọn họ không trực tiếp giao thủ với sở hưu, nhưng có thể cảm nhận được áp lực cường đại từ y. Lúc này sở hữu đã khôi phục chút tinh thần. Y vươn tay hồn tinh của quỷ tướng kia đừng y cất vào trong túi đồng thời sở hữu cũng đưa mắt nhìn đám người vũ văn phục quay miệng kéo lên thành một nụ cười lạnh lẽo tới bước kiến người khác phải kinh hãi vẫn không đi sao vậy cũng tốt không cần phải đi nữa khí thế là chuyện rất huyền diệu ít nhất hiện tại tôi không làm có thể cảm giác được trên người sở hữu có một loại khí thế khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi hắn không nghĩ rằng mình nhát mà cho rằng đối phương quá mạnh thậm chí mạnh tới mức khiến hắn không còn dũng khí ra tay. Vừa rồi không đi, cho nên bây giờ đã không đi được. Ánh mắt sở hưu lóe lên sát khí. Đám người này đã gây ra cho y không ít phiền toái. Không biết bọn chúng còn chờ tới lúc nào. Vũ Văn Phục làm rất thành công. Thành công khơi gợi sát ý của sở hưu. Y đã muốn giết người, thường không lưu lại tới ngày hôm sau. Hồng Trần phiêu biểu trảm mang theo đạo ý cực mạnh chém ngang ra. Luồng ký tức sắc bén đó khiến đám người kinh hãi không thôi. Vũ Văn Phục thét lớn. Tên sở hưu này đã cuồng vọng tới mức định đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ chúng ta không ra tay, còn đợi tới khi nào? Trần Cửu Long và Hướng Tưởng nhìn nhau. đặt Vũ Văn Phục đã trọng thương sang một bên, hai người lao thẳng về phía sở hưu. Trần Cửu Long quanh người lấp lóe ánh kìm đầu đậm, trong tiếng lòng gầm kinh thiên động địa. Thân thể của hắn điều hóa thành một con cự long vô cùng lớn, chém giết giữa bầu trời. Một trào đánh xuống, không ngờ hắn trực tiếp dùng thân thể đối phó với hồng trần phía biểu trạm của sở hưu. Từng đợt đao mang chém tới người của hắn, làm phát ra tiếng nổ vang, phòng màng tứ tán. Trần Cửu Long xuất thân từ chi phái trấn lòng thần tướng, cực kỳ am hiểu tu luyện về thân thể. Hơn nữa chi phái của hắn còn có một bí thuật hóa long, thu được ba phần thần vận của thương long, cực kỳ thích hợp vận chiến. Nhưng đúng lúc này, đối mặt với đao mang của sở hưu, Trần Cửu Long lại lập tức biến sắc đã mang sắc bén tới cực hạn phá tan lần phiến do cường khí hóa thành quanh người của hắn chị trọng chớp mắt đã đánh tới người của mình hướng tưởng chân cửu long thét lớn hướng tưởng sau lưng hắn niết ấn quyết ánh trăng chiếu lên trên người trần cửu long không ngờ thân thể hắn lập tức hóa thành trạng thái kỳ dị hừ hừ thật thật nhảy vọt lên cao như còn dù lòng đánh về phía sở hưu thật ra hai chị phái trấn long thần tướng và cổ nguyệt tôn giả đã có liên hệ từ trước đây rất lâu không riêng gì trần cửu long và hướng tưởng là bạn tốt từ mấy ngàn năm trước sức tổ của bọn họ vẫn luôn là hào hữu chỉ phải chân lòng thần tướng am hiểu luyện thể chém giết cận chiến còn chi phái cổ nguyệt tôn giả lại am hiểu các loại bí thuật năng lực chiến đấu không mạnh cho nên hai bên liên thủ bổ trợ lẫn nhau chiến lược tăng lên gấp bội trần cửu long và hướng tưởng quen biết nhau từ nhỏ lớn lên cạnh nhau khi còn chưa là đi ra hành tàu giang hồ thì cùng nhau tu hành lúc này giao chiến với sở hưu cũng cực kỳ ăn ý. Nhìn thân hình Trần Cửu Long đánh tới, ánh mắt của sở hưu lóe lên vẻ lạnh lùng. Y chỉ tiêu hao lực lượng nguyên thần quá độ, lực lượng và nội tình của Y vẫn còn thừa lại rất nhiều. Ngành tiếp Trần Cửu Long, sở hưu đẩy chém ra bộ đao, nhưng hướng dưới ánh trăng, gia trì vào thêm, động tác của Trần Cửu Long như vạn vẹo quy tắc của khu vực này không ngờ lấy khiến lực lượng của hồng trần phiêu biểu trảm thất bại đi chết đi Trần Cửu Long quát lên chói tai, Long trào tỏa ra cương khí đỏ thẫm, xé rách hư không đánh tới. Long chiến vù dã, kỳ huyết huyền hoàng, đây chính là kỳ huyết sát cực hạn, thậm chí còn sắc bén hơn cả lưỡi dao. Lúc này hướng tưởng cũng kết ấn đánh ra, vầng trăng hiện lên giữa không trung, không ngờ lại chiếu trọi xuống người sở hưu, khiến cho từng bóng đen hiện lên, trực tiếp cuốn quanh người của y, khiến cho y không nhúc nhích thêm được. Ngay lúc lòng trào của Trần Cửu Long đánh xuống, rốt cuộc sở hưu cũng hành động một quyền đơn giản đánh ra nhưng lực lượng cường đại âm âm bộc phát tới cực hạn một tiếng nổ lớn vang lên ánh sáng kim quang quanh người của trần cửu long vỡ vụn long hình trực tiếp bị đánh tan khoảnh khắc này trần cửu long trợn tròn hai mắt nội tạng của hắn cũng bị lực lượng cường đại từ quyền của sở hưu làm cho chấn động nhưng hắn vẫn không thể tin nổi sức mạnh của sở hưu còn cường đại hơn hắn mà còn mạnh hơn nhiều đến vậy thực ra trần cửu long cảm thấy lực lượng thân thể của mình rất cường đại đây chỉ là hắn tự cảm thấy thế mà thôi chưa cần đó tới trần thành đế sau khi luyện hóa máu của ma thần lực lượng của sở hưu đã đạt tới mức dưới cảnh giới võ tiên vô địch thủ tuy thân thể của trần cửu long rất mạnh thậm chí còn mạnh hơn thân thể của võ giả chiến võ thần tông cung cấp một chút nhưng vẫn kém xa sở hưu cùng lúc ấy quanh người sở hưu lan tỏa thần vực chỗ bóng đèn kia lập tức đã bị phá tan, y lập tức đánh thẳng về phía của hướng tượng. Trong hai người này, thật ra Trần Cửu Long rất dễ giải quyết, nhưng hướng tượng ở bên cạnh để khiến cho một kẻ vốn rất dễ giải quyết lại trở nên cực kỳ khó đối phó. Cho nên giết hướng tượng trước, còn Trần Cửu Long thì phất tay là tiêu diệt được. Đào mang chém xuống, hướng tượng hoảng sợ, thân thể hóa thành ánh trăng tiêu tán khiến chỗ đào này thất bại. Nhưng một khắc sau, sở hữu tay thiết ấn quyết chỉ trong chớp mắt trời khóc đổ mưa máu đột nhiên hàng lâm lực lượng cường đại bao phủ trong không gian vài trăm trượng dưới cơn mưa máu này anh trăng bị thu hẹp tới cực hạn căn bản không cách nào giúp hướng tưởng che giấu thân hình hư không bị xe rách hư ảnh ma thần khổng lồ trực tiếp vươn tay chụp về phía của hướng tưởng hướng tưởng như ôm lấy vận trăng vào lòng ánh trăng bạc ngăn trước người của hắn mùng sáng ánh trăng lạnh lẽo tịnh hóa lực lượng của đại bì chú lực lượng trong ánh trăng kia không phải lực lượng trấn tả tru ma của đạo môn hay Phật tâm, mà là một loại lực lượng hết sức kỳ lạ, không cần đồng hóa lực lượng dị chủng. Nếu là đối phó với võ giả cung cấp, chương này của hướng tưởng có thể nói là cực kỳ mạnh, nhưng đáng tiếc lực lượng của sở hưu quá cường đại. Chỉ riêng lực lượng của đại bì chú đã khiến hướng tưởng khó lòng đối phó nổi, tránh đổ đầy mồ hôi. thế hướng tưởng không ngăn cản nổi, Trần Cửu Long không để ý tới nội tạng vừa bị chấn động tới mức đau nhất lập tức cắn răng lao về phía sở hưu thân thể hóa thành hình rồng như phi lòng tại thiên từ trên không giáng xuống trực tiếp tạo thành một cơn bão cuồng bạo phát ra từng tiếng long ngâm kinh thiền động địa nhưng đáng tiếc đứng trước lực lượng tuyệt đối vẫn không có bất cứ tác dụng nào vẫn là một quyền đơn giản vẫn là một quyền mang theo lực lượng cực hạn chỉ trong chớp mắt đã khiến trần cửu long trực tiếp bay ngược ra ngoài cơ khí hình rồng trên người cũng bị đánh tan thực lực của hai người hướng tưởng và Trần Cửu Long tuyệt đối không hề yếu, có thể nói là không kém hơn đệ tử của các đại phái đỉnh cao, chỉ tiếc rằng bọn họ gặp phải sở hưu thôi. Đối với sở hưu hiện giờ, cho dù tình trạng của y không được tốt, y vẫn không thể cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền bình thường vào trong mắt. Trừ vì gặp phải tân giả la hoặc nhân vật cỡ phương giật chân hay trần thanh đế mới có thể kiến sở hưu coi những đối thủ thật sự của mình. Hướng tưởng cắn rằng quát lớn, nguyên thần của hắn đã trọng thương trong lúc giao chiến với quỷ tướng dùng chiêu đó đi chỉ cần phá vỡ vòng cự của hắn ta có thể thi triển kiên nguyệt dẫn hồn thuật đánh trọng thường nguyên thần của hắn trần cửu long nghe vậy lập tức hiểu hướng tưởng đang nói chiêu nào chỉ trong chớp mắt hắn hết ấn quyết khi huyết quanh người của hắn ầm ầm bộc phát không cần làn da của hắn lại nổi lên từng cơ bắp vằn vện tựa như lần giáp cùng lúc ấy hướng tưởng cũng hết ấn quyết được lượng cương khí nguyên thần bùng lên tới cực hạn tỏa ra từng ánh trăng màu bạc thân thể hắn được ánh trăng bao phủ khiến cho trung châu vốn không thấy ánh mặt trời bỗng xuất hiện một vầng trăng tròn khoảnh khắc tiếp theo tất cả ánh trăng đều rơi vào trong người của trần cửu long trước mặt sau nguyệt vũ long đằng đây không còn là cương khí hóa hình nữa đã thật sự có ý cảnh long hình lấy trăng làm long hồn lấy thân thể trần cửu long làm thân rồng dương nguyệt vũ long đằng đã không còn bóng dáng Trần Cửu Long, chỉ thêm một con cự long dài hơn trăm trượng sinh động như thật, mang theo ánh trăng lạnh lẽo lấp lánh, đánh về phía sở hưu. Sở hưu nhíu mày, nhẹ nhàng thốt lên bốn chữ, thần thông, thú vị. Hiện tại Trần Cửu Long và hướng tưởng đang sử dụng chính là thần thông, là thần thông hàng thật, giá thật. Trong Đại La Thiên, ngoài kẻ bất bình thường như sở hưu, đại đa số võ giả bình thường rất còn năm giữ thần thông trong cảnh giới thiên địa thông huyền vì bọn họ không gánh vác được lực lượng phản chấn của thần thông, cho dù học được cũng không dám sử dụng. Còn Trần Cửu Long và hướng tưởng lại rất sáng tạo. Không ngờ, để chia một thức thần thông thành hai phần, mỗi người tự tu hành, sau đó phối hợp lại cùng thi triển ra. Như vậy hai người sẽ cùng gánh lực phản chấn, có thể thi triển thuận lợi như bây giờ. Nhưng như vậy, yêu cầu hai bên phải có ăn ý về tâm linh, mà không lệch một chút thôi cũng không thành công được. Nhưng nghĩ lại thì hai đại nam nhân ở cạnh nhau từ nhỏ, thành bài trúc mã, vô từ lự, đồng thời luyện công tu hành, còn phải luyện tới mức tâm linh tương thông, sở hữu cũng cảm thấy mất tự nhiên. Đối mặt với thần thông như vậy mà sở hữu còn tâm trạng suy nghĩ linh tinh, không phải khinh địch mà chính là tự tin. Ngày sau đó, pháp thiền tượng hiện được thi triển, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị sở hữu hấp thu. Khi thân thể ma thần ngăn trượng sừng sững giữa thiên địa xuất hiện, thậm chí chạm cả vào trận pháp của Trung Châu. Trần Cửu Long hóa rộng dường như cùng lắm cũng chỉ là một con lươn nho nhỏ thôi. Tiệm đao sở hữu xuất quyền đánh xuống, trực tiếp đánh bay vài trăm trượng. Hình rồng tiêu tán, anh chàng tàn biến, Trần Cửu Long và hướng tượng cùng phun máu, ánh mắt đầy kinh ngạc. Còn Vũ Văn Phục thấy hai người liên thủ cũng bị sở hữu áp đảo hoàn toàn, cho dù thi triển lá bài tẩy cũng chẳng khác gì hắn lúc trước hắn không khỏi quay về phía tư không đảm quát lớn. Còn ngây ra đó làm gì, còn không mau mau ra tay đi. Thấy hai bên thậm chí thi triển cả thần thông, tư không đảm đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Trước đó, hắn đã chửi thầm vũ văn phục suốt dọc đường. Lúc này, rốt cuộc không nhịn đổi nữa. Ra tay cái con bà nhà ngươi, cái thằng ngu ngốc tự đại phát cuồng kia. Đầu óc của ngươi bị lừa đá hay bị cửa kẹp thế? Hay là trời sinh thiếu phát triển rồi? Suốt ngày chỉ biết kêu ra tay ra tay, người đánh được người ta sao người không ra tay đi người chán sống muốn chui đầu vào chỗ chết chứ ông đây vẫn còn mười mấy thê thiếp ta không muốn tương đài con trai của ta phải mang họ của người khác đâu mắng một chặp tân hình tư không đàm hơi động trực tiếp xoay người bỏ trốn để lại vụ văn phục chửi bới đờ đẫn nhưng không để hắn chạy được bao xa một lĩnh vực kỳ quái đã trực tiếp bao phủ lấy hắn trong lĩnh vực đó lực lượng thời gian như rối loạn mặc cho hắn né tránh thế nào cũng không thoát Tiếp đó, một bàn tay đột ngột đập xuống, đánh thẳng hắn vào lòng đất. Một lão già trông như đông dân chắp hai tay sau lưng, chậm rãi từ trên không trung xuống đi, hạ lạnh nhạt nói. Thằng nhóc mập kia, người định chạy đi đâu? Người vừa đánh văng từ không đảm xuống đất chính là Thường Thiên Lương. Thực lực nửa bước võ tiên, cho dù trong Trung Châu cũng như cá gặp nước, cho nên thời gian này Thường Thiên Lương không gặp phải nguy hiểm gì hết, cũng không như sở hữu, gặp phải yêu quỷ cấp cao, thực lực cường đại cho nên thường tiền lương định vào khu vực bên trong của trung châu sớm hơn kết quả vừa vặn nghe được tin về sở hưu vốn dĩ hắn định tới sơn cốc tìm sở hưu kết quả sở hưu lại không ở đó chỉ thấy dấu vết giao chiến liên tiếp nhưng thường tiền lương cũng không vội hắn rất tin tưởng thực lực của sở hưu không trình người tốt sống không lâu dài tai họa lưu lại ngàn năm hắn không tin loại người như sở hưu lại chết ở đây quan nhiên khi hắn chậm rãi đi tới mọi chuyện đã kết thúc chỉ lưu lại vài kẻ đáng thương vừa bị sở hữu đánh. Lúc này tư không đàm đã sụp đổ, hướng tưởng và Trần Cửu Long, thấy thường tiền lượng đến cũng sụp đổ theo. Một binh sở hữu đã khó đối phó đã vậy, bây giờ còn có thêm một vị nửa bước võ tiền, rõ ràng là cùng phe với sở hữu, thế này còn đánh thế nào, đánh thì quái nào được. Cho nên hướng tưởng và Trần Cửu Long liếc nhau một cái, hai người lập tức đưa ra quyết định. Hướng tưởng thanh thiết ấn quyết, dốc nốt chút lực lượng dưới ánh trăng cuối cùng vào trong người Trần Cửu Long, khiến lực lượng thân thể của hắn bộc phát lên mức cao nhất. Long đằng khiêu dược, lực lượng của Trần Cửu Long bộc phát tới cực hạn, vừa dẫn theo hướng tưởng vừa trực tiếp giờ tay nắm lấy Vũ Văn Phục kéo nhau cùng chạy đi. Hai người bọn họ vẫn khá là trượng nghĩa, còn không quên Vũ Văn Phục. Quan hệ giữa hai người bọn họ và Vũ Văn Phục tuy không thân thiết như giữa hai người bọn họ, nhưng cũng coi như là bạn tốt quen biết đã nhiều năm, không đành lòng bỏ vũ văn phục lại nơi đây. Huống chỉ chỉ phái làng thiền kiếm tôn, vốn luôn hành xử không phần phải trái. Nếu như bọn họ thật sự bỏ vũ văn phục lại ở đây tự sinh tự diệt, khó tránh khỏi chuyện sư phụ của vũ văn phục sẽ tới gây sự với sự bồn của bọn họ. Thường thành chủ, ngăn bọn chúng lại giúp ta, tệ nhất cũng phải lưu cái tên bị trọng thương lại cho ta. Sở hưu quát khẽ một tiếng. Tiết triển pháp thiên tượng địa, ta chất lực lượng của sở hưu cũng tiêu hào rất lớn cho nên y không kịp truy sát vì không đuổi kịp rồi. Nhưng may mà thường thiền đường đã tới, với tù vi cảnh giới nửa bước võ tiên, muốn ngăn cản bọn chúng rất đơn giản thôi. Nhưng Trần Cửu Long và hướng tưởng cũng biết, nếu bị giữ lại thì chết là cái chắc, cho nên hai người trực tiếp liều mạng mà bỏ trốn. Trần Cửu Long thiêu đốt tình huyết, lực lượng thân thể bộc phát tới đỉnh phong, kim đồng đã biến thành huyết long. Hướng tưởng cũng vậy, trực tiếp thiêu đốt tình huyết khiến cho anh chàng màu bạc biến thành màu đỏ máu truyền vào trong người trần cửu long chỉ trong chớp mắt tốc độ của hai người tăng vọt ở lại đây cho lão phu linh vực hồ vinh lan tỏa lực lượng thời gian bắt đầu nghịch chuyển hướng tưởng và trần cửu long kinh hãi phát hiện lực lượng trong cơ thể bọn họ như không chịu khống chế bắt đầu thiểu đốt kịch liệt vượt bỏ vũ văn phục đi hướng tưởng vốn luôn ôn hòa đột nhiên thét lớn trần cửu long sửng sốt không hề do dự đem vũ văn phục xuống đất hai người bọn họ mượn lĩnh vực khổ vinh thiêu đốt lực lượng tạo ra lực lượng bộc phát cường đại chỉ trong chớp mắt đã thi triển long đẳng khiêu dược trốn khỏi phạm vi lĩnh vực của thượng thiên đường bao phủ không còn tung tích đâu nữa thượng thiên đường lập tức sừng sốt không kịp phản ứng hắn cũng không ngờ lực bộc phát của hai người này lại mạnh mẽ tới như vậy bản thân không thể khiến lực lượng của bọn họ đốt sạch ngược lại bị bọn họ mượn lực lượng khô vinh lập tức bộc phát trốn thoát Lúc này thương thiên tường quay lại quan sát. Cả mập bị hắn đập xuống đất, lúc này cũng đã biến mất. Nhìn kỹ lại thì trên mặt đất vẫn còn một cái hố to. Từ không đàm đã nhấn đúc thương thiên lương đuổi bắt Trần Cửu Long và hướng tưởng sử dụng thuật độn thổ bỏ trốn. Tổng cộng bốn người, một bị sở hữu đánh cho tàn phế, ba người bị sở hữu đánh nửa tàn phế. Kết quả tới tay hắn lại chỉ lưu lại một kẻ tàn phế. Chuyện này khiến thương thiên lương thấy rất mất mặt, định truy đuổi theo thường thành chủ không cần phải đuổi để bọn chúng đi đi thôi hiện tại lực lượng và nguyên thần của sở hưu đều tiêu hao nghiêm trọng cần hồi phục gấp mà ở trung châu nguy cơ tứ phía trong thời điểm này đuổi giết cũng là vô nghĩa ngược lại rất có thể sẽ gặp một số chuyện bất trắc thường thiên lương hư lạnh một tiếng rồi nói cho lão phù thời gian ba tên oát con kia không thể trốn thoát được đâu sở hưu cho thường thiên lương một bậc thang đi xuống vừa gật đầu đồng ý vừa đi về phía vũ văn phục Thế sở hưu bừng bừng sát khí đi về phía mình. Vũ Văn Phục tuy trong lòng hoảng sợ, nhưng không cầu xin tha thứ. Hắn là truyền nhân của cổ tôn, là truyền nhân của chi phái Lăng thiền kiếm tôn. Hắn có thể bày mưu đi giết sở hưu, có thể thất bại, nhưng chỉ riêng chuyện cầu xin tha thứ là không bao giờ. Cho nên dẫu Vũ Văn Phục đang hoảng sợ trương thời khắc sinh tử, hắn vẫn không xin tha, ngược lại ương ngạnh ủy hiếp. Sở hưu, trước khi giết ta, người phải nghĩ cho kỹ. Pháp một tiếng vang nhỏ cất lên, phát trận tự trực tiếp đâm vào trái tim của Vũ Văn Phục. cực khí sắc bén phá tan tâm mạch của hắn. Giết người, còn phải nghĩ sao? Lúc này, Thương Thiên Đường mới chú ý tới tình trạng hiện tại của sở hữu. Lực lượng và nguyên thần đã tiêu hào nghiêm trọng. Tuy không coi là trọng thương, nhưng đã hào tổn rất lớn. Bốn tên này ép người tới nước này sao? Thương Thiên Đường khá hiếu kỳ, theo lý là không thể nào. Với thực lực hiện tại của sở hữu, chỉ cần không gặp phải nửa bước võ tiên, vậy coi như là cung cấp vô địch. Sở hữu không nói gì, chỉ lấy ra hồn tình của quỷ tướng kia. Thường tiền lương lập tức giật nảy mình, suốt cuộc người xử lý thứ gì thế? Trước đó chúng là thường tiền lương không hiểu gì về thực lực của yêu quỷ. Nhưng sau khi hắn giết chết vài con yêu quỷ, nhận được chỗ hồn tình nặng nhất chỉ được một cân, hắn mới hiểu rốt cuộc yêu quỷ này có thực lực mạnh yếu ra làm sao. Viên hồn tinh mà sở hữu móc ra, trồng bộ dạng ít nhất cũng phải 10 cân rốt cuộc là quái vật hạng gì? Một viên yêu quỷ cấp cao, tù vị tường đường với võ tiên thôi. Thương thiên lương lập tức im lặng, họ khăn một tiếng rồi chuyển chủ đề. Bây giờ, lực lượng của người tiêu hào quá mức, đừng có nói nhiều nữa, khôi phục lực lượng trước đi đã. Khoảng một ngày sau, sở hữu đã bù đáp được lực lượng bằng nguyên thần và tiêu hào. Tiếp đó, y mới kể những chuyện mình gặp sau khi đến trùng châu cho thương thiên lương nghe. Sau khi nghe xong, ánh mắt của thương thiền lượng nhìn sở hưu đã mang vẻ đồng tình sở hưu này rõ là đen đủi vừa vào đã gặp một con yêu quỷ cấp cao tiếp đó còn bị bốn người vũ văn phục bay mưu vây công không tính hai trận đánh thì vì tuyển hóa hồn tình lúc trước còn bị quỷ tướng sánh ngang với võ tiền để mắt tới thường thiền lương thậm chí không dám nói trong số những võ giả đi vào trung châu sở hưu là đứa xui xéo nhất đúng rồi thương thành chủ sau khi vào trung châu người đã làm gì Thương Thiên Lương suy nghĩ một chút rồi nói, Diện yêu quỷ, cướp lệnh bài." "Không còn gì nữa à?" Thương Thiên Lương nhìn Sở Hung một cái rồi nói, "Như vậy mới bình thường đó, ngoài ra người còn định làm gì?" Sở Hung nghẹn đời, đúng là chín phần mời võ giả đều sẽ làm theo cách này. "Thương thành chủ có gặp người khác không?" Thương Thiên Lương nói, "Người khác thì ta không gặp, nhưng ta đã gặp Trần Thanh Đế tên kia vốn không có đối thủ, hay là người gặp phải hắn thì chỉ có nước mất lệnh bài." yêu quỷ gặp phải hắn thì đều bị giết chết hết. Cho nên, ta và hắn chỉ trò chuyện hai câu chứ không đồng hành với nhau. Nói đến đây, Thương Thiên Lương lại bổ sung một câu. À đúng rồi, người không cần lo cho những người khác. Bọn họ đều có thủ đoạn của mình, chắc không gặp chuyện gì đâu. Dù sao không phải ai cũng xui xẻo như ngươi. Lúc này Thương Thiên Lương lại đột nhiên nghĩ ra điều gì. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị nói với sở hưu. Tiểu tử sở hưu này, sau này phải đề phòng người của phạm giáo đấy phạm giáo thì làm sao? Thường thiên đường nói, lục Trương, sung thu thủy từng nói, có người cố ý áp chế cảnh giới, sau khi vào Trung Châu mới đột phá lên võ tiên, tân giả la của phạm giáo chính là người như vậy. Hơn nữa không biết phạm giáo dùng thủ đoạn gì, chỉ mất có vài ngày ngắn ngủi đã tập trung được 8 phần 10 nhân thủ, cho nên hiện tại trong Trung Châu, võ giả phạm giáo thường tốt năm tụ ba làm việc, đại đa số võ giả gặp phải phạm giáo chỉ có thể nhận được xui xẻo, chủ động nộp lệnh bài thôi. Ai cũng biết thù hận giữa ngươi và phạm giáo, thậm chí Tân Già La còn điều tra vị trí của ngươi. Nhưng trong cái chuyện này này thì ngươi khá là may mắn, vị trí của Tân Già La và ngươi hoàn toàn trái ngược, cho dù hắn có biết người đang ở đây thì cũng phải tốn một thời gian mới tìm tới được. Ánh mắt của Sở Hưu lóe lên vẻ lạnh lùng, nếu tới đây ai giết ai còn chưa biết được đâu. Thường Thiên Lương lắc đầu nói, với thực lực hiện tại của ngươi cho dù đối đầu với loại võ tiền nhất trọng tiền như tân giả la cũng chưa chắc đã phải chịu thiệt nhưng vấn đề là người cho rằng phạm giáo chỉ có mình hắn là có đối phó sao tam đạn điện chủ của phạm giáo đều mất chục người tới dường như tân giả la đã tập trung được tám phần bởi nhân số đến lúc đó bọn chúng đồng thời ra tay người cũng không chịu nổi đâu sở hưu nghe xong gật nhẹ đầu tuy y mạnh miệng là vậy nhưng trong lòng cũng đã ghi nhớ Tiếp đó, người định đi đâu? Vào sâu trong Trung Châu tìm kẻ khác sau. Sở hưu lại nói, tạm thời không vội. Trước đó ta giết hạt nhân của con quỷ tướng kia. Phải nói là giải thoát một võ giả chiến võ thần tông. Đối phương đã cho ta một ít tin tức, chỉ vị trí hắn vẫn lạc. Trước đây hắn tranh đoạt với những người khác lấy được dị bảo. Theo giọng điệu của hắn, có vẻ là bảo vật cực kỳ quý giá. Ta định lấy thứ đó rồi mới vào sâu trong Trung Châu. Nghe vậy thương thiên lương kẻ cao mày, tên kia đã biến thành hạt nhân của yêu quỷ. Lời của hắn nói có đáng tin cậy không? Cẩn thận là cái bẫy đấy. Sở hữu lắc đầu giọng điệu như đang dạy bảo. Thường thành chủ, suy nghĩ của người u tối quá rồi. Sao cứ nghĩ xấu cho người khác như vậy? Thế là không tốt đâu. Người sắp chết thì lời nói cũng là thiện. Ta tin trước khi chết hắn sẽ không nói dối. Thường tiền đường cũng bó tay nhìn sở hưu. Nói ta suy nghĩ ủ tối, người mà sướng sao? Tuy thương thiên lương luôn cảm thấy chuyện sở hưu muốn tìm bảo vật là không đáng tin, nhưng cuối cùng hắn vẫn tin vào bản lĩnh nhìn người của sở hưu, đi theo y tới chỗ đó. Mặc dù đã qua mấy ngàn năm, nhưng trùng trầu chỉ lớn có chừng đấy, rất dễ tìm ra. Nhưng trước đó, võ giả kia đã nói, nơi đó chắc có một con yêu quỷ cấp cao cảnh giữ. Năm xưa hắn bị thương, chết dưới tay con yêu quỷ cấp cao đấy. Nhưng đối với sở hưu, chuyện này cũng không khó khăn gì lắm dù sao y đã giết không chỉ một con yêu quỷ cấp cao đâu. Thường thiên lương lại nói, ta còn chưa gặp yêu quỷ cấp cao lần nào, thứ này có đặc điểm gì, làm sao để đối phó? Sở hữu suy nghĩ một chút rồi nói, quỷ tướng mà ta từng gặp là thứ cực kỳ đặc biệt, bình thường trong Trung Châu sẽ không xuất hiện đoạn yêu quỷ như vậy. Còn những yêu quỷ cấp cao khác có năng lực như ảo thuật, muốn dùng lực lượng tuyệt đối để giải quyết bọn chúng cũng rất khó khăn, cho nên muốn giết chết một con yêu quỷ cấp cao phương thức đơn giản nhất là đi vào quy tắc của bọn chúng tìm ra nhược điểm và sơ hở trong quy tắc mà bọn chúng xây dựng tuy sở hữu không gặp nhiều yêu quỷ như thương thiên lương nhưng y đã giết chết hai yêu quỷ cấp cao rồi kinh nghiệm này giúp sở hữu suy đoán được một số chuyện về quy tắc và dấu vết của yêu quỷ cũng như lúc trước y gặp thôn xóm quỷ dị kia từ khi chứng kiến thôn xóm đó y đã đi vào quy tắc của yêu quỷ kia người bình thường sẽ không uống bát tỳ thủy kia ngón tay gãy kia mà bà lão ấy đưa cho. Hầu hết mọi người sẽ trở mặt tiêu diệt đám yêu mà quỷ quái đó. Nhưng chỉ cần động thủ, người đã rơi vào bẫy, giết chóc vô tận sẽ xâm chiếm nội tâm của ngươi khiến người hoàn toàn lạc lối trong giết chóc. Cho nên chỉ có cách uống bát thì thủy con ngón tay gãy kia, để bản thân của người đi vào quy tắc mới có thể tìm ra sơ hở. Thường tiền lường như có suy nghĩ nói, cho nên trong quan trọng nhất chính là quy tắc sao? Sở hữu gần đầu nói, không sai yêu quỷ không phải trọng tâm trọng tâm là quy tắc của bọn chúng ở trung châu quy tắc bị vạn vẹo nên mới sinh ra thương như yêu quỷ bọn chúng vốn đã là vạn vẹo còn chúng ta là bình thường chúng ta dùng lực lượng bình thường đối phó với quái vật vạn vẹo đương nhiên sẽ gặp đủ thứ chuyện bất ngờ chỉ có cách đi vào quy tắc của bọn chúng mới có thể tiêu diệt thứ này hai người vừa bàn luận vừa đi về một hướng bất trì bất giác bầu trời đã tối dần sở hưu và thương thiên lương đưa mắt nhìn nhau chắc hẳn bọn họ đã đi vào lĩnh vực của con yêu quỷ kia đi tiếp không tới một khắc đồng hồ xuất hiện trước mặt sở hưu và thương thiên lương là một ngôi chùa đổ nát bên trên ngôi chùa đó đã phủ một lớp bụi trông như ngói đen tâm biển trên cửa cũng cong veo Lùng lầy như sắp đổ quan sát thật kỹ mới đọc được mấy chữ trên đó là luân hồi tự thương thiên lương nhíu mày đi vào trước gõ cửa một cái Nửa ngày sau cánh cửa mới kéo kẹt mở ra. Một cái đầu lâu tăng nhân thò ra. Nhưng trong đầu lâu này không có con mắt, chỉ có hai lỗ máu. Vẫn còn chảy hai dòng máu đỏ tươi. Hơn nữa gương mặt của hắn đã rửa nát triệt để, còn có dòi bọ lúc nhúc, có vẻ cực kỳ khủng bố. Nhưng hòa thượng quỷ kia lãnh tranh miệng cười. Bận tăng đợi thí chủ đã lâu, mời vào. Cảnh tượng bất ngờ đó khiến thường thiền thường cũng thầm giật mình. Người bình thường mà thấy cảnh tượng khủng khiếp này hành động vô thức và thét lớn. Nhưng với những võ giả đi từ trong đối thay biển máu ra như thương thiên lương, người sống hắn còn chẳng sợ Nên là người chết. Cho nên hắn vô thức giơ tay đánh tới, miệng còn quát lớn, yêu ma quỷ quái phương nào, chết đi cho lão phu. Trong lúc vô thức, thương thiên lương hoàn toàn quên mất những gì sở hữu đã nói. Một quyền đã đánh nát tên hòa thượng quỷ kia. Sở hữu thầm hồ không ổn. Quả nhiên sau quyền này, cảnh tượng xung quanh sở hữu và thương thiên lương đã hoàn toàn thay đổi từ bên ngoài chùa biến thành trong chùa, cửa lớn cũng bị đóng chặt. Hơn nữa vô số tăng nhân xuống lại, có người không đầu, có người bị mổ bụng, mổ ngực, còn có kẻ trồng như cái xác khô, cảnh tượng vô cùng dữ dội. Hoa thượng quỷ lúc trước cũng đi tới, lắc đầu nói, bần tăng định chào đón thí chủ, nhưng khổ nỗi, thí chủ lại muốn đưa bần tăng vào chỗ chết, như vậy là không đúng. Thương thiền đường cào mày, trực tiếp xuất quyền đánh về phía cửa lớn, nhưng xung quanh như có một kết giới chỉ tiêu lực lượng từ quyền lực của hắn. Nhìn đám hòa thượng quỷ xung quanh, ánh mắt của thương thiên đường lóe lên sát khí, định thiết triển lĩnh vực khô vinh xuất thủ, nhưng lại bị sở hữu ngăn cản. Thường thành chủ, không cần tốn công, ngay từ lúc ngươi ra tay, chúng ta đã đi vào quỷ trận của yêu quỷ này. Như thật như ảo, trong mắt của ngươi, những thứ này là thật, trong cảm giác của ngươi, nó cũng là thật, nhưng bọn chúng có thể la giả, người có ra tay cũng chỉ phí công phí sức mà thôi. Vậy người nói xem làm sao bây giờ? Thương Thiên Lương tức giận nói. Sở hữu đi tới, không quan tâm đến vẻ ngoài của đám hòa thượng quỷ kinh khủng đó, mà coi bọn họ như tăng nhân bình thường. Thanh nhiên nói, chúng ta đồng thủ đã không đúng, nhưng vì sao chư vị đại sư không để chúng ta đi? Rốt cuộc nơi này là chùa chiền hay là cướp bóc đây? Hoa thượng quỷ kia chắp tay trước ngực nói, a di đà Phật, thế chủ có chỗ không biết rồi, luân hồi tự ta chỉ có cửa vào chứ không có đường ra. Muốn đi ra, nhất định phải ra theo đường lục đạo luân hồi. Như vậy đi, đi vào là người, nhưng đi ra thì là gì thì chưa biết. Hòa thượng quỷ nhìn về phía sở hưu, thì tốt trên mặt lùng lầy khiến cảnh tượng thêm ba phần quỷ dị. Được, vậy xin dẫn chúng ta mở mang kiến thức về cái gọi là lục đạo luân hồi đi. Đang hòa thượng quỷ tản ra, đi trước dẫn đường, đưa sở hưu vào thương thiên tương, đến một gian đại hùng bảo điện. Trong luân hồi tự, gian đại hùng bảo điện này không thờ tượng Phật, mà là một vòng xoay khổng lồ. Bên trên khắc chi chít phản văn, có sáu cửa vào không cần xoay chuyển. Thường thiên đường nhìn thấy thứ này, trong lòng vẫn có cảm giác rùng lên. Này, không phải người định đi vào đây chứ? Sở hữu gật đầu nói, đương nhiên, không thì tới đây làm cái gì. Ta đã nói rồi, yêu quỷ vốn là quy tắc của khu vực Trung Châu này hóa thành. Người không đi vào trong, cảm thụ quy tắc của bọn chúng, thì làm sao phá vỡ được quy tắc của chúng chứ? Thường thành chủ, thật ra ngươi cũng nên đi vào thử một lần. tam yêu quỷ này truyền tấn công tâm cảnh của ngươi, nhưng đồng thời trong hoàn cảnh này, tâm cảnh của ngươi cũng được rèn luyện, trở nên cường đại hơn hẳn. Đây cũng là một loại tu hành đấy. Thường thiên đường biểu mồi nói, được rồi, lão phu không có tâm trạng chịu ngược đãi đâu. Ngươi đi đi, ta ở đây hộ pháp cho ngươi. Sở hữu cũng công cưỡng ép, trực tiếp bước chân vào lục đạo luân hồi kia. Ngày sau đó, ánh sáng trắng bao phủ toàn thân của sở hữu, khi xuất hiện lại, thì y đã biến thành một con trâu vàng, kéo cày giữa đồng ruộng. Cái roi của gã đồng dần sau lưng không ngừng đánh xuống, cảm giác đau đớn đó cực kỳ chân thật. Sở hưu đã như người đứng xem, lưu lại ý thức bản nguyên nhưng không làm gì được. Còn ý thức của con trâu vàng kia và đủ loại cảm giác đều chuyển vào tư tưởng của y, cứ như y có một thân thể khác. Thú vị, không hổ là yêu quỷ cấp cao, sinh động như thật, càng người khoa trường hơn con trước. Nhưng mới có lần đầu tiên đã nhắc ta vào xúc sinh tạo là có ý gì, thay độ tệ quá. Sở hữu như người ngoài, lạnh lùng đứng xem, trải qua cuộc đời của con trâu, cày ruộng cho con người nhưng bị đánh đập liên tục. Mệt mỏi trên đồng ruộng, đổi lại không phải nghỉ người lấy sức mà là đau đổ tệ cắt thịt cạo xương. Không cam lòng, không muốn, bất bình, oán hận nồng đậm tràn ngập trong lòng sở hữu nhưng bị ý ép xuống. Ánh sáng trắng lại lóe lên, thân hình sở hữu xuất hiện trong địa ngục. Vô số oan hồn quỷ đói kêu đà thảm thiết. Lần này y sử dụng thân thể của chính mình, mình người ta trói trên cột đá để thổi phán quan với hai hàng chia mép tuyên bố tội trạng. Phạm nhân sở hữu, khi còn ở dương gian, người gây tội ác tay trời, giết chóc vô số, là loại tội lỗi ngập đầu, đánh xuống bởi tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Sau khi thôi phán quan dứt lời, sở hữu lập tức bị quỷ sai đưa xuống bởi tám tầng địa ngục đi qua địa ngục cắt lưỡi, địa ngục tiễn đao, địa ngục hàn băng, địa ngục hỏa sơn, địa ngục vô gian, đủ loại trả tấn. Cảm giác đau đớn truyền tới người của sở hưu, nhưng bị cưỡng ép trấn áp, thậm chí còn có tầm tường nghiên cứu chi tiết về địa ngục. Thành là một võ giả, không riêng gì sở hưu, hầu như không ai không đi ra từ trong núi thầy biển máu. Cho dù là những đệ tử đại phái được cung chiều, vậy thì có lẽ kinh nghiệm chém giết của bọn họ ít hơn nhưng từ khi tu luyện võ đạo rèn luyện thân thể gần cốt cô đọng chân đan rèn luyện nguyên thần có chuyện gì là không đau đớn chứ trần thân thân thể cỡ này còn không khó giải quyết bằng oán khí mà y áp chế trong xúc sinh đạo đâu nếu các bạn thấy câu chuyện này hay đừng quên bấm like ủng hộ tân anh nhé xin chân thành cảm ơn